Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện Năng lượng của bạn hấp dẫn những người giống bạn. Trường năng lượng của con người là thứ vô hình nhưng có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Trường năng lượng được hình thành như thế nào? Quan niệm, tín ngưỡng, hoàn cảnh, bạn bè, các loại dục vọng của bạn đều sẽ góp phần tạo nên trường năng lượng của bạn. Một người có tu dưỡng, có đạo đức thì trường năng lượng của người này là tốt, sẽ hấp dẫn những việc tốt, hấp dẫn vận khí tốt. Trái lại, một người nếu như có trường năng lượng không tốt thì những sự tình không tốt như oán hận, phẫn nộ, đố kỵ sẽ luôn xảy đến với người đó, cái gì cũng đều không thuận lợi. Bởi vì sự phẫn nộ sẽ hấp dẫn những sự việc mà khiến bạn càng phẫn nộ hơn. Đây chính là quy luật. Vậy thì cái gì có thể ảnh hưởng đến trường năng lượng của chính chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu mấy điểm dưới đây nhé. Thứ nhất, thiền niệm. Bạn nghĩ điều gì, bạn tin tưởng vào điều gì thì bạn sẽ có trường năng lượng của cái đó. Tư tưởng của bạn sẽ hấp dẫn những thứ mà bạn mong muốn. Tư tưởng theo hướng tích cực thì trường năng lượng của bạn cũng sẽ theo hướng tích cực. Tư tưởng là những mặt trái tiêu cực thì trường năng lượng của bạn sẽ là mặt trái tiêu cực. Cho nên muốn làm tăng thêm năng lượng thuần chính thì phải có tư tưởng tích cực chính diện. Người có ý thức kiếm tiền sẽ thường xuyên thu hút tiền bạc mà có ý nghĩ về nghèo khó thì sẽ đưa tới sự nghèo khó. Thông qua tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của bạn, chúng sẽ thuận theo những sự việc mà bạn ý thức đến để khai mở đường thông đạo. Bất luận giàu có hay nghèo khó đều đúng với mong nghĩ của bạn. Một người trong tâm nghĩ như thế nào thì người đó sẽ là như thế. Bạn luôn thấy sợ hãi một sự việc nào đó thì nó sẽ tìm đến bạn. Hay nói cách khác, sự việc nào mà bạn luôn suy nghĩ một cách mãnh liệt đến nó thì nó sẽ xảy đến với bạn. Ý tưởng này là bởi vì cuộc sống và hoàn cảnh chính là kết quả của suy nghĩ của bạn. Sau khi hiểu rõ nguyên lý của quy luật này, bạn sẽ biết được cách vận dụng thiện niệm. Sau khi thân thể và tinh thần khai mở, nó liên tục chấn động mạnh mẽ, kết nối thông suốt được với những tin tức tốt đẹp từ vũ trụ. Thứ hai, tình yêu thương và lòng từ bi. Tình yêu thương và lòng từ bi là trường năng lượng mạnh nhất trong không gian vũ trụ, bởi vì nó hòa hợp với vũ trụ. Chỉ có phát ra tình yêu thương mới hấp dẫn tình yêu thương. Cho nên, bạn hãy yêu thương tất cả những người xung quanh, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, kể cả đối thủ của bạn, cũng như vạn sự vạn vật trên trái đất này. Bạn phát ra tình yêu thương càng nhiều, thì trường năng lượng yêu thương của bạn tại không gian vũ trụ sẽ càng lớn. Đồng thời, điều mà bạn nhận được cũng là tình yêu thương và lòng từ bi. Một người làm việc thiện sẽ tích lũy được trường yêu thương và từ bi trong không gian vũ trụ. Lúc mà người đó gặp nguy hiểm, tiềm ý thức của họ sẽ cảm giác được thân thể không khỏe mạnh hoặc sẽ xuất hiện những tín hiệu, rồi từ đó tránh khỏi bị nạn, cho dù thực sự có tai nạn cũng sẽ biến nguy thành an. Trong không gian vũ trụ có một quy luật rất to lớn là quy luật của sự tương đồng. Bạn muốn điều gì, tư tưởng của bạn phát phóng ra trong không gian vũ trụ sẽ đáp ứng thứ mà bạn mong muốn theo ý nghĩ của bạn. Vũ trụ là hình tròn, vũ trụ có luật nhân quả, có trả giá thì có hồi báo. Yêu thương người khác mới yêu thương bạn. Giúp đỡ người khác mới giúp đỡ bạn. Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy có rất nhiều người năng lượng thấp, thường trong trạng thái tức giận, lo lắng, ghen ghét, oán trách. Ngẫu nhiên, bạn cũng sẽ may mắn gặp được người có năng lượng cao, tích cực, lạc quan, tỉnh táo, họ luôn có lực ảnh hưởng như vậy. Bạn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và bị họ thu hút, đồng thời bạn cũng muốn trở thành người giống như thế. Luôn bảo trì thiện tâm, khoan dung độ lượng, hòa hợp với vũ trụ sẽ đáp lại những hồi báo tốt đẹp, vận khí tốt, người tốt, vật chất và hoàn cảnh tốt, cho nên năng lượng của bạn sẽ hấp dẫn những người tương đồng với bạn. Vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cải biến trường năng lượng của mình đi.
Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.